Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Đối với những idol Hàn Quốc, sự ủng hộ của người hâm mộ là yếu tố quan trọng không kém gì sự đầu tư của công ty. Họ là những người có thể giúp thần tượng nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng có thể làm sự nghiệp của thần tượng tiêu tan. Các Master Nim, tức chủ nhân của franchise, là người đồng hành và theo sát hầu như mọi sự kiện mà idol tham gia. Để có cơ hội đến gần thần tượng, họ phải chi trả một số tiền rất lớn. Thông thường một franchise đóng cửa khi có scandal của thần tượng xảy ra, thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ vì nhiều lý do rất khó đỡ. Franchise đóng cửa vì phốt của idol. Showbiz Hàn đã có fan chấn động vì scandal tình ái vừa qua của Lucas NCT. Chỉ trong vài ngày, có đến 3-4 cô gái lên tiếng vạch trần nam idol có nhân cách tệ bạc. Không chỉ là cha nam, yêu cả nam lẫn nữ, cặp kè với nhiều người mà Lucas còn vòi vĩnh bạn gái mua đồ hiệu. Là một trong những bạn gái cũ, Master Nim Direct Q đã bóc phốt thần tượng sau khi đóng cửa franchise. Ngoài ra, trạm fan lớn của Lucas tại Trung Quốc đã tuyên bố từ chức. Đại diện ban quản lý thông báo rằng: "Xin chào tất cả mọi người, kể từ hôm nay, ban quản lý của Lucas sẽ rút khỏi toàn bộ cương vị, vị trí trong trạm. Nếu ai có nhu cầu muốn tiếp quản công việc này, xin hãy gửi tin nhắn riêng cho chúng tôi." Franchise của V đóng cửa vì ôn thi. Minh Minh, một học sinh cấp 2 ở Hàn Quốc, là master name của V BTS. Tuy vẫn muốn tiếp tục điều hành franchise, nhưng cô bé đành phải chuyển trạng thái hoạt động từ tạm nghỉ sang đóng cửa. Lý do lớn nhất dẫn đến quyết định này là vì việc học tập. Trong đợt thi cuối kỳ, Minh Minh nhận được số điểm khá thấp và chỉ còn 5 tháng nữa sẽ lên lớp nên cô bé tỏ ra khá lo lắng. Minh Minh cũng thú nhận rằng, mình sắp được học về phương trình bậc 2 nhưng khả năng của mình thậm chí còn chưa giải được phương trình bậc nhất. Đọc đến đây mọi người còn cho rằng cô bé Master Nim này nhỏ tuổi mà đã có quyết định khá đúng đắn. Đóng cửa franchise vì hết tiền. Ai cũng biết để thành một Master Nim đều phải có tài chính dư giả thì mới mua được máy ảnh xịn và theo chân idol đi khắp mọi nơi. Thế nhưng một franchise của Luna phải ngừng hoạt động vì tài sản hiện tại chỉ là con số 0. Khi thông báo đóng cửa, Master Nim này cho biết rằng tài khoản của cô từng sở hữu là 4.237.197 won, tương đương khoảng 85 triệu đồng. Đi nhập ngũ nên đóng cửa franchise. Baek Hyun không chỉ là cây hút fan nữ mà còn có cả fan nam. Bức ảnh chụp lại cuộc trò chuyện giữa Master Nim Wom Lai và một người hâm mộ khác vào tháng 1 năm 2020 khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Lý do mà franchise phải đóng cửa chính là vì chủ nhân của nó bận phục vụ quân đội. Tuy vậy thì franchise này vẫn âm thầm ủng hộ thần tượng bằng cách quyên góp từ thiện dưới tên của Baek Hyun. Đây không phải trường hợp duy nhất, bởi còn có franchise Busan Boy của Daehyun BAP nhập ngũ nên phải đóng cửa. Đi đẻ nên bỏ cuộc chơi. EXO debut đã lâu nên fan của nhóm phần lớn đã trưởng thành. Không chỉ vì kết hôn, còn có một master nim đã phải bỏ cuộc chơi vì sinh em bé. Chủ nhân franchise With Suho đăng tải thông báo trên Twitter: "Mọi người ơi, xin lỗi, em không thể đu franchise nữa vì em thành mẹ bỉm sữa mất rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến With Suho suốt thời gian vừa qua." Đóng cửa franchise vì bận debut làm idol. Câu chuyện về cô fan girl thành công Jane của Momoland thành đề tài bàn tán vì quá đáng yêu. Trước khi thành một idol, Jane từng có thời gian làm chủ franchise Baby Breed của Elle và Sungkyu Infinite. Cô đã theo chân thần tượng đi khắp mọi nơi và sở hữu bộ sưu tập hình chất lượng HD khổng lồ. Cho đến khi thực tập, Jane đã xóa hết tài khoản franchise. Cô nàng Master Nim ngày nào giờ đây đã thành một đồng nghiệp và còn có lần được đứng chung sân khấu với idol. Để yêu thương một người và dành thời gian lẫn tiền bạc để ủng hộ người đó như các Master Nim thì không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Dù là vì lý do gì, nhưng phải ngừng hoạt động, có lẽ chủ nhân của franchise đều cảm thấy rất đau lòng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Knews 24 giờ nhé.